Em bắt đầu làm cơm gà Hải Nam nha. Con gà này là rút xương rồi, ok. Mình rút xương hồi tối mình ướp mấy cái muối hột với lại rượu ở trong với ngoài. Bây giờ mình rửa xong mình đi hấp ha, mình hấp 40 phút, ok. Lại ok, gạo này mình cũng rửa mình ngâm rồi, ngâm ok, một lát mình đem đi xào. Ok. Trước khi mình bỏ con gà lên mình thoa chút xíu dầu cho nó đừng có dính ở dưới ha. Rồi mình đổ bỏ con gà lên mình hấp nha. Ok, nước sôi rồi mình để con gà vô, mình hấp 40 phút nha. Ok, mình chỉnh nó 40 phút, ok. Xong mình cái gạo mình á mình đổ nước ra hết trước, ok. Gạo này hồi tối á, là mình rửa 5 cup. Một lát mình nấu á, mình bỏ lại 5 cup nước canh vô là nấu rồi được, ok. Sau khi mình xào xong á, ok, mình đổ nước ra hết ha. Bây giờ mình đem đi xào nha. Ok, bây giờ bắt đầu mình xào cái cây gạo nha. Bỏ dầu vô đi. Nó nóng rồi mới bỏ cái này vô xào. Nó gừng ha, gừng mình đập, sắc da mình đập. Cái này tỏi mình cũng đập nha. Cái xả mình cũng sắc da khúc khúc như vậy mình đập cho nó ra cái mùi vị, ok. Cho nó thấy cái mùi thơm mình mới bỏ gạo vô. Okay. Bây giờ nó lên mùi thơm. Okay. Cái gạo này mình bỏ vô xào luôn. Nãy mình giữa gạo mình ngâm gạo này là 5 cấp đó, đó mình nhớ mình bỏ lại 5 cấp nước là được rồi. Xong mình múc gạo ra nấu. Ngửi thấy cái mùi tôm lắm. Cái canh gà này hồi tối là hôm qua mình rút xương ra, con gà mình rút xương ra mình nấu, mình lấy lại lấy
cái canh này mình nấu cơm. Ok. Một cup ha. Hai cup. Giữ lại một cup một lát ở đây, cơm gà mình hấp xong á, hấp xong nó có nước gà nó còn ngon nữa, còn béo nữa, mình lấy một cup cái nước gà mình bỏ vô mình nấu, mình bỏ 4 cup nước trước nha. Ok, ok, mình còn 15 phút mới xong, nhưng mà mình cần cái nước gà này mình nấu cơm á, lấy thêm một cup mình nấu cơm trước ha. Nước này béo lắm, nấu cơm nó mới ngon, cái độ uống lắm nha. Ok, tiếp tục mình hấp tiếp còn 15 phút nữa. Ok, ok, mình đầy đủ, mình bỏ 5 cup nước rồi, bây giờ bắt đầu mình nấu cơm ha. Ok, trong khi mình chờ đợi mình làm cái nước chấm nha. Okay, bây giờ mình ở đây có cái ngò, bây giờ mình sắp thêm cái hành, xong rồi mình đặt cái gừng vô luôn nha. Xong tới gừng á, không biết đập á thì mình mài ra cũng được, mà biết cách làm á mình lấy cái dao ha. Thấy cái sứa không? Cái này sứa mình không ăn ha. Okay. À, muốn nhuyễn thì bằng thêm chút xíu. Okay. Cái này sứa mình không lấy rồi đó. Ok, mình đập hết cái này ha. Ok, ok, ăn gà xong, bây giờ mình lấy nước đá, bỏ nước vô, mình lấy gà ra mình ăn ha. Ok, để ăn gà vô ngâm cho nó nguội, cho cái thịt nó đừng có chín quá. Ok, ngâm nguội rồi mình mới lấy ra chặt. Ok, chín quá thịt nó ăn nó không có được trơn á, tức là nó bị nám á, không có ngon. Ok, ok, nồi cơm nấu xong rồi à. Thơm lắm. Bây giờ mình cắp cái này ra mình giục ha, mình không có ăn cái này. Cắp ra hết mấy cái này, mấy cái xác của gừng với lại tỏi rồi mình cắp ra hết, gấp ra và mình xối cái cơm, xối cho nó đừng có dính lại mấy cái cơm, xối cho nó lỏng ra đó.
Ok, bây giờ mình lấy mấy cái xác ra hết ha. Mình xối cho nó lỏng ra, cái cơm nó dời dời ra, nó ăn nó ngon, đừng nó dính cục cục lại. À, chút xíu cơm cháy nè. Ok. À, cái này xác mình lấy ra hết ok. Rồi lát mình múc ra mình ăn. Ok. Bây giờ mình làm cái nước chấm trước, ok. Ok, bây giờ mình pha nước chấm nha. Cái này là bột nêm. Bột nêm một muỗng nhỏ chút xíu thôi. À, bột nêm là chicken base, ok. Mình không xài bột ngọt, mình xài bột nêm. Ai muốn ăn bột ngọt thì bỏ bột ngọt ha. Cái này đường nha, sugar, đường. Bỏ khoảng nửa muỗng thôi, chút xíu thôi. Không có cần bỏ nhiều. Muối. Muối bỏ một muỗng lớn nè. Một muỗng rưỡi ha. Ai ăn xì dầu á thì đừng có bỏ muối. Bỏ muối thì đừng có bỏ xì dầu. Tại vì mình thích ăn muối xong rồi một lát mình chế chút xíu xì dầu. Lúc ăn mình chế chút xíu xì dầu vô. Ok. Còn cái này dầu mè. Sesame oil là dầu mè. Ok. Bỏ 2 muỗng. 2 muỗng nhỏ. Okay. Chút xíu tiêu. Ok. Trộn đều nó. Nấu sôi cái dầu ăn á, nấu khoảng 5-6 muỗng ha, nấu cho nó sôi mình chế vô, ok. Ok, dầu nó sôi rồi nè, mình chế vô ha. Thấy không, thấy cái tiếng nó xè xè luôn. Bắt đầu mình trộn đều với nó. Trộn đều á, trộn đều muối đường nữa, trộn cho nó hòa tan với nhau. Đó. Thơm lắm. Cái này nước chấm cho gà đó, gà Hải Nam đó, cơm gà Hải Nam. Ai muốn ăn cay á thì bỏ ớt tương cay ra một bên á, mình chấm luôn, mình đổ chung ớt cay vô chấm cũng được. Nè, xong rồi chặt gà nha. Ok, xong rồi chặt gà nha. Hai cái cánh, lấy hai cái cánh già trước. Ok. Rồi cắt ra làm hai. Ok. Mình lấy cái đùi ra. Này mình dút xương ra hết rồi, không có xương nữa. Ok. À, mình không có cần chặt sắt cũng được, cái này không có hết xương này. Ngon lắm. Tại vì mình ướp qua đêm rồi đó, cái mùi vị nó ngon lắm. Cái muối hộp nó vô. À, vừa chín, vừa đủ chín chứ không có chín quá. Nếu mà chín quá cái thịt nó khô á, cái thịt nó khô nó không có ngon. Okay. Đừng có cho nó chín quá. Nó không có xương nó dễ bị nát. Mình hết cái dĩa lớn rồi, lấy cái dĩa này cũng xài đỡ.
giống như cục hem vậy, ngon lắm, không có xương. Ok, đây là cơm gà Hải Nam thơm ngon. Ok, à, dễ làm lắm. Ok, ai muốn ăn xương á thì để xương, không không muốn ăn tại mình không thích ăn có xương á, mình rút xương ra hết, khi ăn nó không có cần nhỏ xương ra.